Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm tép mỡ. Không cần phải dầu, không cần phải chiên ha. Mình chỉ dùng thịt nạc thôi. Hôm nay mình dùng thịt gà, các bạn có thể dùng thịt heo. Nhưng mà nhớ luộc trước, cắt nhỏ rồi mới bỏ vào lò nhé. Và sau 15 phút mình lấy ra, mình sẽ đảo nó lên ha. Yêu cầu lúc này là mình nên gấp hết mấy cái tỏi ra, nếu không nó sẽ trở thành phi châu. Khi mà ăn tỏi phi châu thì nó không có ngon đâu nha các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ cho hạt nêm vào nhé. Hạt nêm càng nhiều thì càng ngon. Thường thường nếu mà bạn dùng thịt heo thì lúc này nó sẽ chảy mỡ, nhưng mà tại vì mình dùng thịt gà cho nên nó không có mỡ. Và sau khi cho ung rồi thì các bạn sẽ bỏ vô thêm một lần nữa. Và sau khi 5 phút nó sẽ ra như thế này nhé. Tan 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 tan. Như vậy là đã có tép mỡ, mình có thể ăn với bún mắm. Mình có thể bỏ nó vào một cái hộp mà mình có thể ăn được mấy tháng trời ha. Thêm nó vô bánh canh, trời ơi thật là ngon miệng. Hủ tiếu Nam Giang á, Bệnh Nhi cứ trời ơi cho nó vào luôn, thảy nó lên. Ây da, thật là ngon mà. Ăn cái gì có tép mỡ nó cũng ngon hết ha.